Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã kết thúc được gần một tuần. Và sau đây là các mốc thời gian quan trọng sau khi kết thúc kỳ thi mà các em thí sinh đặc biệt cần lưu ý. Kết quả kỳ thi sẽ được công bố dự kiến vào ngày 24 tháng 7 tới. Từ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2022, thí sinh được nộp đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Trước khi biết điểm thi, thí sinh cần theo dõi kỹ lịch tuyển sinh, phương thức xét tuyển sớm của các trường để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội phù hợp. Từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh cần thận trọng đưa ra quyết định xếp thứ tự các nguyện vọng, đặc biệt là nguyện vọng 1.